Trong cái video này sẽ nói về cái việc ăn xong đau bụng và đi ngoài nhé, hoặc là ăn xong đau bụng. Đấy. Có những bác ăn xong thì đau bụng nhưng mà không đi ngoài, có những bác ăn xong thì đau bụng, hoặc có những bác ăn xong thì thấy đau phía bụng trên nhé. Có một số bác thì ăn xong thì đau, thấy đau quanh rốn. Thì các cái chứng bệnh này nó đều thuộc vào cái việc cứ ăn xong thì nó đau bụng nhé. Và thêm một cái nữa là ăn xong đau bụng đi ngoài, thì các chứng bệnh này đều thuộc chung vào một chứng là ăn xong đau bụng nhé. Thì nó có sẽ có đau bụng trên, đau bụng dưới, đau bụng quanh rốn, hoặc là có những bác thì ăn sáng xong thì đau bụng, ăn trưa xong đau bụng nha. Các bác cứ ăn xong mà đau bụng thì đây là cái thảo dược dành cho cái việc ăn xong đau bụng nha. Tại sao lại cứ ăn xong lại đau bụng lại đi ngoài là vì sao? Bởi vì ăn xong ấy thì mình thức ăn nó vào cái dạ dày, thì ăn xong vào dạ dày thì bắt đầu cái hệ thần kinh ấy nha, nó mới điều tiết các cái dịch vị ra. Nhưng mà do nó có một cái bệnh nào đó thì nó lại điều tiết luôn cả cái phía đại tràng, thì đại tràng co bóp và nó gây ra cái việc đau bụng. Một số bác thì nó gây ra cái việc đi ngoài. Các bác đi ngoài bình thường ngày một lần thì không sao, nhưng mà các bác đi ngoài ngày trên 2 lần và đi ngoài nó không bình thường, lỏng lác nhé, hoặc là lúc đó lúc kia đấy, thì đều là hiện tượng bệnh. Thì các bác mà muốn chữa cái bệnh này thì trên tay tôi đang cầm đây là cái thảo dược nhé. Các bác dùng một gói như trên tay tôi đang cầm đấy thôi đấy, giá thành nó cũng rất là phù hợp với các bác, nó chỉ có mấy trăm nghìn. Thì các bác dùng mà thấy đỡ nhé, thì các bác lấy tiếp. Thế còn trong trường hợp nó là thảo dược thì không thể khẳng định nó hiệu quả 100% với mọi người được. Có những người thì nó đỡ nhiều rồi dẫn đến khỏi, có những người nó đỡ ít, đỡ từ từ thì các bác dùng tiếp, có những người thì nó sẽ không đỡ, bởi vì nó thảo dược này nó không hiệu quả được 100%. Thì các bác có bệnh thì các bác dùng thảo dược các bác chữa, nó hợp thuốc thì các bác khỏi nha. Cho nên chúng tôi sẽ đóng cái gói nhỏ phù hợp cho các bác để các bác tiết kiệm được tiền. Còn trong trường hợp mà các bác không khỏi được ấy, thì thảo dược này nó có tác dụng là nó thải độc cái đại tràng, thải độc đường ruột cho các bác, để ngăn ngừa những cái bệnh khác có nguy cơ ở trong cái đường ruột nha. Thì xin chia sẻ với các bác và các bạn là cái cách chữa khi ăn xong đau bụng, ăn xong đau bụng trên, ăn xong đau bụng dưới nha. Rồi có những bác thì ăn xong còn buồn nôn nữa cơ. Thì xin chia sẻ với các bạn như vậy. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé. Các bác lấy cái thảo dược này thì các bác lên mạng gõ chữ thảo màu HT thì sẽ ra số điện thoại nhé, cũng như số Zalo cũng như địa chỉ để các bác liên hệ. Các bác cứ nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện qua Zalo, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác nhé. Xin cảm ơn các bác đã xem video của tôi.